Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán bông trang bên em. Thì thời gian vừa qua em có nuôi được một cây trang tím sen Vĩnh Châu thường trồng dưới đất nha cả nhà. Thì hôm nay cây đã cho hoa, đang rộ hoa thì em tranh thủ cây đang ra hoa và ghi lại hình để ghi nhận những khoảnh khắc đẹp của cây bông trang tím sen Vĩnh Châu loại thơm này để giới thiệu đến cả nhà để giao lưu. Đây cả nhà, đây là cái thân của cây tím sen Vĩnh Châu. Bản thân em là tên Trang và em bán bông trang luôn nha cả nhà. Đây, khách hàng nào yêu thích dòng tím sen Vĩnh Châu muốn sở hữu cái cây độc nhất vô nhị này của em thì để lại số điện thoại bên dưới và em sẽ liên hệ trực tiếp lại để tư vấn để đi đến thỏa thuận thống nhất, và bên em sẽ tiến hành gửi cây cho khách hàng. Rồi, em kính chúc cả nhà năm mới luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh YouTube của em. Và ai lần đầu tiên đến với kênh YouTube của em thì cho em xin một lượt đăng ký, là cái chữ đăng ký ở cái góc phải phía dưới cái video, ủng hộ em. Và cho em xin một like ủng hộ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.